Xin chào các bạn. Sau khi mình ngâm hạt của mình trong vòng 8 tiếng thì sau đó mình bỏ vào cái khăn giấy để mà ở trong nhà bếp. Khăn giấy này ha. Cái loại khăn giấy này thì đã có hạt đậu đã nảy mầm lên. Đây là đậu đậu que đó, đậu que nó đã nảy mầm. Thì nó nảy mầm lên như vậy, còn trong khi đó thì cái hạt đậu bắp, dưa leo chưa có nảy mầm gì hết, chưa có gì xảy ra. Và cái bắp này cũng chưa có gì xảy ra. Nhìn cái bắp này là các bạn nhìn thấy nó bị móc không? Móc á, mình nghĩ là do cái khăn giấy của mình xài không có đúng loại khăn giấy cho nên nó bị móc. Khăn giấy này á, là chùi xe, khăn giấy này rất là dai và rất là bền luôn. Bạn xài xong rồi các bạn có thể hả dắt nước đi nó cũng không có rách nữa, thì mình nghĩ là nó không có đồ để mà thở cho cái cây nó thở. Với lại bỏ vô trong bao này nữa thì nó bị móc lên. Cái này cũng hơi móc móc và cái này cũng hơi móc móc. Chỉ có những trong cái khăn giấy trắng này thì không sao. Thường á là cái hột cà chua nó sẽ lên nhanh lắm. Tại vì mình bỏ trong cái khăn giấy này mình thấy sao nó không có lên gì hết. Mình đã chuyển sang cái khăn giấy trắng này. Cái khăn này thì mình bỏ, mình cũng bỏ này là gì ta, bông cải xanh với lại bông atiso á, broccoli and atiso. Bây giờ mình lấy cái hột đậu này đã nảy mầm ra được như vậy ha. Rồi bây giờ nó đã nảy mầm ra được như vậy, mình đã chuẩn bị sẵn cái đất này, mình để ở ngoài vườn để sẵn rồi. Đổ thêm cho nó đi. Rồi mình bỏ những cái hột nảy mầm này vô. Để nó nằm ngang. Cái này thì mình để ba cái ha. Rồi mình cứ phủ đất lên. Thế là chờ cho nó lên cây ở trong nhà. Của mình nó ẩm sẵn rồi, mình không có cần tưới, mình chỉ cần vậy là được rồi. Mình phải chừa như vậy để mà khi nào mà nó cao lên nữa mình thêm đất vô cho nó. Mình nuôi trong nhà như vậy tới chừng nào nó cao được khoảng chừng này, cao khoảng chừng này rồi mình đem ra ngoài mình trồng. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, mình sẽ bỏ thêm lên cho